Ugly we have thì vậy. Định sử dụng con chó để làm mồi à? Con này bị sốc. Nick, làm sao anh có thể? Tôi chỉ nói đùa. Một số câu đùa là nó không nên nói ra. He hit me. Người tát này một phát. Watch it, Nick. Đây là câu thử à? Lại chụp ảnh à? Thời này mà vẫn dùng cái máy phim nhỉ? Không hiểu sao. Đúng là phải dùng kỹ thuật số lâu rồi. Đừng bảo tôi là... kiểu bọn cô lại là bay tôi một cuộn phim. Mình không biết là nó khả năng là chúng ta dùng cái cần câu này. Are you out of your mind? Good luck. Nên là cái nó chả tác dụng gì. Ok, chúng ta sẽ quay lại kia để chúng ta... nên nếu mà gặp con này mà nó không sử dụng được thì cũng chả tác dụng gì. Chúng ta sẽ phải quay lại chúng ta đổi. Nên là cái chỗ này nó sẽ hơi lòng vòng một tí nếu mà mình đoán như vậy. Chúng ta sẽ nói chuyện, chúng ta sẽ phải secret weapon để nó đổi. Cái quan trọng nhất mình nghĩ là cái mà máy tìm kim loại này. Okay. Mình quay lại kia. Secret weapon 3 à? Nó mở cái achievement ạ. Tuy nhiên là mượn 3 cái là nó sẽ ấy. Đâu nhỉ? Cái này nó lòng vòng quá. Mình thử present thằng này xem có gì không. Ok, và đồn mẹ mạng tay nó có mẹ gì. Chúng ta sẽ... hot đi Lakewood. Mình là present được cái gì không. Máy tìm kim loại này. Tôi không chắc là cái này nó sẽ tìm được Woody. Trừ khi là nó đang cái con quái vật này nó đã ăn mấy cái vật kim loại như kiểu là đồng hồ hoặc là một số cái linh tinh khác. Có thế thì bây giờ mình phải làm gì nhỉ? Mình không hiểu sao. Xem nào. À đâu, hình như là mình phải ra cái chỗ khác. Từ đây. Mình quên mất mình phải quay cái chỗ này nè. Boat rental này. Cái này đã tìm ra một cái gì đó. Go check it out, may Maya. Cái này nó ở trong cái bụi rậm. Nick. Đây là cái bình cái này là cái bình khí này. Air compressor. The valve look broken. Cái nó có vẻ bị vỡ. Nhìn qua cái tưởng là Woody. Why would the metal detector react to the sea monster? There's something wrapped around the air tank. Cái này là của cái thằng Larry à. Lần trước nó bảo là cái ấy của nó bị vỡ. Mình sẽ present cái này cho nó. Cái này nó bị quấn trong cái mấy cái lá cờ này. Tôi muốn hỏi cậu về cái vấn đề này. Cái này có phải của cậu không? Why would have things like that? Cái này nó có mấy lá cờ quấn xung quanh này. Nó giống như cái lá cờ ở trên cái Steel Samurai này. Có mỗi cái mấy cái này mà phải chối vãi. Cái này nó chỉ là cái sự trùng hợp. Mấy cái lá cờ này xuất hiện ở khắp nơi. Như kiểu như là ở trường cấp 1. Hoặc là sử dụng ở chỗ cái bán, những cái chỗ bán xe. Tại sao tớ lại cần
thanh anything to để bơm một cái gì đó. À đó. Để gì? Để lặn à? Đi lặn à? Cậu dùng này để lặn xuống hồ đúng không? What? Tại sao tôi phải lặn xuống hồ để làm cái gì? You are not. Cậu không nói là cái gì à? Cậu nói là tôi không tôi liên quan đến cái vụ giết người đúng không? Không, không phải vậy. Hình như mình chọn sai ra nhỉ? Ba anime. Yes right, are they hiding something I can. Thế là cái mình chọn sai kìa. Nó chẳng có gì, chúng ta chọn lại cái lựa chọn thôi. Eat your này. Thằng này nó sử dụng cái này để nó bơm cái tia samurai lên này. Thế nào đúng là mình phải chọn cái lựa chọn khác. The big fluffy tia samurai. Look like I hit the nail on the head. Right, right. Actually, see the chrome vessel. I always we were on the fish. Use the tank inflate third one. À, lúc trước là nó sử dụng cái bình bơm để nó bơm, nhưng bây giờ nó có cái máy bơm. Ask about the tank à? Mình hỏi thêm về cái it didn't go so well. Có nghĩa là lần trước có cái vụ gì mà nó nổ ra, nó bay đi. Cậu có thể nói rõ hơn vì cái vụ này không? Nên là cái này nó tương đối xấu hổ, ta không muốn nói về cái này. Hãy kể cho chúng tôi, kể ngay. Fine. Như tôi đã nói là cái máy bơm nó đã bị lỗi à? Thế là từ đấy là tớ sử dụng cái bình chứa khí để tớ bơm cái con samurai lên này. Và lúc đó là nổ bùm. Thế là cái nó bay lên trên à? Cái van nó bị mở à? Thế là nó xảy ra một tiếng nổ rất là lớn á. Và cái bình này nó nổ bay như kiểu cái rocket ấy. Nó kéo theo cái con Sea Samurai của thằng này. Nó bay xuống cái hồ này. Đây là cái lời khai của thằng này về cái vụ nổ này. The Flying Air Tank. Chuyện gì đã xảy ra sau đấy đấy? Cái này nó xảy ra vào ngày 20 thôi. Một tuần trước. Thế là tớ đến tớ ra đây mỗi đêm à, sử dụng thuyền để tìm kiếm cái bình chứa đấy, chứa khí. And when you did fight the night before last. Một đêm trước khi trước ngày hôm qua, có nghĩa là ngày hôm kia. Thế nó tìm được cái này, nó bơi ở trên mặt hồ này. Nhìn trông ghét này. Tớ phải tốn 4 ngày để mà tìm. The night before the last was the night of the murder. Cái ngày before last, cái ngày hôm kia là cái ngày xảy ra vụ án á. Tớ đã ở đây vào ngày xảy ra vụ. Ô, thế có ghi thằng này là nhân chứng ấy nhỉ? Của mẹ. Nhưng mà tớ về nhà trước nửa đêm mà thấy ra là không ấy. Và anh không phải biết được những cái gì đã xảy ra. Bây giờ chúng ta đã biết tìm được giải quyết được một số cái bí ẩn này. Là cái con Godi ở đây trên thực tế là cái bình khí mà thằng này nó nổ. Nó kiểu nó bay xuống hồ ấy.
mình sẽ nói chuyện này, hút đi này. Anh có được cái thông tin của tôi chưa? Chúng tôi tìm thấy cậu ấy. Body, oh yeah, we found him already. You are for real? Body là thực sự tồn tại. Tôi cần bằng chứng, tôi cần bức ảnh. Nên là mình sẽ đưa ra cái bằng chứng là cái bình khí ấy. It was when I went to the bathroom, wasn't it? Có vẻ là lúc em đi toilet là anh gặp Woody vậy. Con này như cái trẻ con vậy. Đừng có nói linh tinh nữa, đưa bằng chứng đây. Nhưng mà cái này là cái e tanh này. Take that. Larry e tanh. Anh làm gì về cái bình khí này? Excuse me. Anh đang nói cái gì vậy? Có một cái quầy ở gần cái chỗ mà bán xúc xích này. Có một cái hình cái bơm đây. Cái hình nộm to này. Được bơm căng lên là cái Samurai Do này. Và một tuần trước là một thằng hâm này. Và thằng đấy là bạn của tôi này. Nó định bơm căng này lên này. Nhưng mà nó lại sử dụng cái bình khí ấy. Nên là trong cái lộ thoảng của ta đấy là cái van nó mới nổ. Nên là cái bình khí này nó bay xuống hồ này. Và lúc đấy là nó tạo ra cái tiếng nổ lớn ấy, khi nó bay. Thế là nó có cái hình này. Thế là cái bình khí nó kéo theo cái con samurai bay xuống hồ này. Và lúc cái thời điểm đấy là có một cái chụp ảnh này. Và cặp đôi là chụp ảnh ở trên cái hồ này. Và là cái ảnh này. Trên dưới là cái bình khí này. Bình khí, à đâu, cái con đi này là Steel Samurai. Đây là cái cách rất là hay để làm tan vỡ cái giấc mơ của tôi này. Cậu đã giành chiến thắng. Tôi sẽ đưa cậu cái thông tin mà cậu tôi đã hứa đấy. Lotta này. Hãy kể cho chúng tôi về cái thông tin mà cô có đấy. Tôi có nghe lỏm được cái cảnh sát nói về một cái gì đó là nhân chứng vào ngày mai. Họ nói là ông ấy là cái người cho thuê thuyền này. Là cái chỗ mà mình đóng cửa. Có một ai đó ở đây à? Cái này nó giống như là đã bỏ hoang à? Chỉ là một ông già mà ở bản thân ở mình. Nên là bây giờ mình có thông tin này, bây giờ mình mới có thể mình đi check được cái sao. The Night of the Murder. Trong cái thời gian đấy là trong cái đêm đấy là cái mẹ của tôi chụp hai lần này. Thế là cô có một cái bức ảnh khác. Wow. Có chụp nhưng mà nó chẳng có cái gì, chỉ có cái hồ này. Tôi nghĩ là nó sẽ không có hữu ích là cái nhân chứng ấy. Nên là tôi sẽ giữ cho bản thân mình. Đây là một cái bức ảnh, nó chỉ là cái hồ empty lake. Đã đến lúc để tôi thu dọn mà tôi rời khỏi đây à? Nghe buồn nhỉ? It's all Larry Fo. Tất cả lỗi thằng Larry. Huyền thoại. Huyền thoại của Larry. Nếu mà có một cái gì đó không ổn à? Thường thường sẽ là liên quan thằng Bird này. Larry Bird. Thế nhìn từ mình xem lại kìa. Nó có cái bức ảnh này là second photo. Thế nó không cho mình xem à? Nó chẳng có gì sao. Mình nghĩ là mình có thể mình quay lại cái chỗ The Boat Rental Shop. Bây giờ là chúng ta mới có cơ hội để nói chuyện với cái ông
thuê thuyền. The easy boat shop đó, the Lotta talking mà. Có vẻ như không có ai ở xung quanh đây. Không biết là check thì còn được cái gì không? Chẳng có gì. Cũng chả có gì ra. Kẻ thách cơ. Mình là chỗ này là caretaker. À thôi thì mình... À đó. À đây, đây nó có lựa chọn là caretaker shack. Là đi vào trong cái nhà này. Mè what's that you? X. Is that K with you? Have you been... Have you two been? Have what is it? Ông ấy như ở lẫn đấy nhỉ? Meg. Cô đây cuối cùng đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không? You will run the pasta shop. À, cô sẽ vận hành cái quán mì à? Khi mà tôi rời khỏi đấy. Pasta shop. Ông này như là bị lẫn ấy. Make the old man proud. Khi mà bọn trẻ con rời khỏi nhà, tôi không biết là phải làm gì. Nên là, nói chung là nói linh tinh, Polly the kid at home này. Hôm này là Polly à? What was that? The one that pancher. Cake? I leave the wet noodle on the cable hand, Sunny. Okay. Nói chung là nó nói linh tinh một số cái về quán mì ấy. Mì ướt cái gì này. Cái wet noodle là tên của cái quán mì à? Mì ướt. Nhưng mà chắc hồi này, hồi xưa ông này bán mì thôi. Ngủ. I guess he relieved. Mình sẽ hỏi về mà. Hỏi về cái quán mì này. Nên là đây là một nhân vật mới là có cái animation cũng rất là đơn giản này, lắc qua lắc lại tao thỉnh thoảng ngủ phát. I have to think the wet noodle deep leaf. Quán mì này là nó đã được 3 thế hệ. Nên là trong này nó gọi là pasta nhưng mà chắc là mình thừa biết là cái này là quán kiểu quán mì Nhật đấy. Dowsing, tossing. You'll be the best pasta rubber. Quấn mì à? Người quấn mì. You know the best pasta already been made a wet of rookie. Wet of the rookie, Rocky à? Nghe là mấy cái này nó cũng chẳng quan trọng, nó kiểu là mấy cái thông tin phụ ấy. Boat rental shop. Đây là cái chỗ thuê thuyền đúng không? Đây là cái nơi. Đây là hoàng cung của mì. The wet noodle. Cái nói chuyện linh tinh này sẽ không có được cái kết quả gì này. Liệu có vẻ là ông già này là và nhân chứng ngày mai này. Chúng ta phải tìm được một cái thông tin gì về ông này. Không biết là phải làm như nào nhỉ? Chúng ta có thể present là mình thử cho cái attorney budget. Ông này như không quan tâm nhỉ. Đây là cái phù hiệu của luật sư. Tỉnh chưa? Cái tôi không thể tin được ông già này là người ông đầu tiên này nhận ra được cái phù hiệu của mình.
I get it. I got you figured out now. Tôi biết là cậu đã nhận ra rồi. Tôi không phải là khép. Đã đang nói linh tinh gì đấy. No, I'm not khép. Chẳng biết là khép là ai. Tôi không phải là mất. Nhưng kiểu hai cái nhân vật này là con ông này là. Tôi đang điều tra một cái vụ án giết người xảy ra vào ở trên hồ này vào cái ngày hôm trước. Thì lại giúp chúng tôi. Không biết là bây giờ ông ấy có trả lời nghiêm túc không nhỉ? Tôi sẽ giúp nhưng mà với một điều kiện này. Thì cái vụ án này xong à? Cô sẽ phải vận hành cái quán mì của tôi. Ok, chúng ta sẽ promise to run the noodle shop. Nick, cậu, anh có chắc về cái vụ này? Ok, tôi sẽ làm bất kỳ cái gì để giải quyết cái vụ án này xong này. Ai lại không muốn ăn mì của cái Phoenix Noodle? That's my boy. You've been here to old man. Okay. What you want to know? Speak now, Polly. Hello, Jim. Mình không biết là mình có phải present một số cái gì nữa. Hình như là mình có thể mình present thêm một cái nữa rồi. You know something, I user. It okay, you can call me dad. Ông này vẫn đang lẫn. The other night on the lake. Yes. Tôi biết hết tất cả về cái này, tôi đã nhìn thấy. What? Hãy kể cho chúng tôi. Where are supposed? Mình thế này là nói thôi mà. Ông đã nhìn thấy cái gì này? Tôi không nhớ về thời gian nhưng mà nó tương đối là tối ở ngoài kia. Thì con nghe một tiếng nổ lớn á. Thì tôi nhìn ra ngoài này. Tôi nghe thêm một tiếng nổ lớn khác. Thì bắn hai phát. A little while later this boat come back. Một khoảng thời gian sau là cái thuyền này quay lại. Và có một người đàn ông trẻ đi qua cái cửa sổ của tôi. Cậu ấy đang đã lầm nhầm một cái gì đó. Cậu đã nói cái gì? Tôi quên mất rồi, vãi. Tôi sẽ nhớ vào cái này và cái phiên xử án ngày mai, ô vãi. Nên là từ mình có thể exam con mè chim này. What an amazing parrot. Good morning. Mẹ nó không nói gì. You wanna call her name first. Con này là cái gì nhỉ? Chúng ta phải gọi tên nó. Cái con mè này to thế, Polly à? Hello. See niche. Này tên là Polly. Ta có được cái con vẹt. Polly có thể nói được rất là nhiều thứ á. Nhưng mà cậu phải biết cậu... Nhưng mà chỉ phải biết là cái từ cái secret word của nó. Từ bí mật. Không biết là cái secret word là cái gì nhỉ? Cái này mình xem là phải đi đâu. À đó, mình nói lại xem. Chúng ta có cái lựa chọn mới này. Gần đây cái trí nhớ của tôi là đang kém dần à. Nên là đây là lý do mà tôi kể một số cái thông tin quan trọng cho cái con Polly này, nó nhớ hộ. Polly, what is the number of the safe? Coi két này. Cái số két là cái gì? 1228 á. Ô vãi. Hey, Polly.
Oh, it takes a little clever thinking. Hoặc là một cái ý tưởng của tội phạm. Chúng ta sẽ ghi cái này xuống, 1228. Đừng có kéo tôi liên quan đến những cái vụ kiểu như âm mưu trộm cướp của cô. Little Terry was not here. The kid next door you always used to make him cry. Ông ấy như kiểu là ông nói về những cái đứa con của ông. À đó, nghe nói về Detective Gumshoe à. Cậu ấy đến và để nói tôi là sẽ đến tòa án ngày mai. Có thể chúng ta sẽ nên rời khỏi đây. Tôi vẫn còn một câu hỏi khác. Polly Polly, liệu chúng tôi có quên một cái gì đó không? Đừng quên cái DL6, ô vãi. Con này nó vừa nói cái gì đấy, Nick? One more time. Đừng quên cái DL6. Mister, I mean Dad. Ông này lại giả vờ. Mình là, bây giờ mình không biết là ông này là ai. This is the old guy. Làm sao mà con chim này nó biết về cái vụ án này? Chúng ta phải tìm được ra là cái người đàn ông này là ai. What? Ông ấy khóa cửa rồi. Mày là mình không quẹ được. Không biết là ông này là có thể là ai này. Tôi nghĩ mình là mình phải đi nghiên cứu thêm về cái vụ án DL6 này. Có thể chúng ta sẽ phải hỏi đi tới cơm sụi kìa. Nên là có rất là nhiều cái thông tin mới. Từ cái việc mà chúng ta thấy lấy được cái thông tin này là cái ông này liên quan đến cái vụ án này. Và bây giờ là biết được là ông này liên quan đến cái vụ án hồi xưa. Mình nghĩ là mình phải quay lại cái chỗ này. Chúng ta quay lại cái chỗ Criminal Affair. Criminal Police Department Criminal Affair kìa. Long time no see. What's wrong with this time? Thực ra tôi muốn hỏi về anh một số điều. Mình sẽ vào thẳng vấn đề luôn chúng ta. The Boss Caretaker. Cái ông già có vẻ như là sẽ là cái nhân chứng mà cái vụ án ngày mai. Thằng này nó không biết tiết lộ nhưng bây giờ biết rồi. Làm sao mà cậu biết được? Đây là cái thông tin tối mật à? Anh có biết ông này là ai không? Làm sao thằng này tiết lộ được? Thực ra tôi không biết. Ông ấy là hơi bị khó nói chuyện. Nên rất là khó kiếm được thông tin từ ông ấy. Chúng tôi quyết định là ông ấy không đủ khả năng để đứng làm một cái nhân chứng á. Trong vụ án ngày mai à? Là lúc đầu là chúng tôi quyết định là ông ấy không đủ cái kiểu lý trí để là nhân chứng ấy. Nên là đây là lý do mà chúng tôi gọi Lotta vào ngày đầu tiên. Còn ông ấy là ai tôi chúng tôi không biết được. Không có thông tin gì à? Cảnh sát chó gì mà. Hỏi về cái DL6 này. DL6. Tôi không biết nhưng mà có một cái gì đó liên quan đến cái vụ án hiện tại về cái vụ án lần trước. Hãy để nó nói thật là tôi cũng không biết là vì nhiều về cái vụ án này. Edward là cấm chúng tôi đọc về cái tài liệu đấy. Nên là chúng tôi sợ rằng chúng tôi không thể cho cậu xem được. If you can convince me somehow that DL6 is related to this case. Mà nếu mà cậu có thể làm cách nào là thuyết phục của tôi là cái vụ án hiện tại liên quan đến cái vụ án hồi xưa thì tôi nghĩ là tôi có thể mở lại cái file cũ này cho các cậu xem. Nên là chắc mình nghĩ là mình có thể present này. Là cái con chim này. Có thể present này.
Giờ cái con vẹt này biết về cái vụ án này. What incident? What? Đây này, nó lại chiếu lại cái cảnh lúc con này nó nói này. Cái này thì quá rõ ràng rồi. Tôi chắc chắn là con cái ông già đã dạy con này về cái từ này. Nhưng làm sao mà ông già lại biết được về cái vụ án đấy? Nếu mà ông già này có gì liên quan đến cái vụ án này. You think he might be? Ok, tôi đã hiểu. Có vẻ như là các cậu cần cái thông tin về cái vụ án đấy. Nên chúng ta sẽ có được cái lựa chọn là đến cái phòng kiểu là record room này. Kiểu như cái chỗ mà để file. Tôi sẽ cho cậu cái special mission, permission. Đây là cái chỗ mới này. Details and added record room, phòng tài liệu này. Những cái file của 10 năm này. 10 years of dirt. Chúng tôi đã lúc ấy đã tầm lớp 4 á. Và khi mà cậu ấy bỗng nhiên cậu chuyển trường này. Just let me know what you want to know about Delos. Thế con này tìm được cái file rồi á, nhanh. Cây Samurai này. Xem qua là cái cây này chính đấy, tóm tắt chính của cây này vào ngày 28 tháng 12 năm 2001. Nó là tầm 15 năm trước. Sau trong 2 ngày nữa là cái vụ án này sẽ chính thức bị đóng ấy. Cái vụ án xảy ra trong cái thang máy của cái phòng xử án á, courtroom này. Đây vẫn là cái courtroom mà chúng ta vẫn đang xử án ấy. Có vẻ là như vậy. Trong khoảng thời điểm 2 giờ chiều là có một trận động đất lớn ấy. Một phần của cái tòa nhà là bị sụp đổ. Lúc đấy là toàn bộ cái ánh sáng nó biến mất. Trong khoảng thời gian đó là có 3 người bị kẹt trong thang máy này. Nó mất tầm 5 giờ để có thể giải cứu hết bọn họ. 5 tiếng đấy. That would be scary like that in the dark. The lack of oxygen in the end, the survivor are unconscious. Nghĩa là thiếu oxy trong thang máy. Và những cái người sống sót là bị bất tỉnh. Một trong ba cái người trong thang máy là bị bắn vào tim. Là cái người này là Edward, bố của Edward à? Thế là Mike Edward là một trong ba người. Thông tin của nạn nhân. Okay. Here found it the Gregory Edward, 35 tuổi, luật sư biện hộ. Nếu mà ông vẫn còn sống thì bây giờ ông ấy là 50. He had lost that day key in cab and got in the elevator with his son. Ông ấy đã thua kiện vào ngày hôm đấy á. Và đi vào thang máy cùng con trai là Mai. Thế bây giờ viết rõ ràng luôn. Trong cái góc của cái viên đạn này.
Thì cái này không thể là cái vụ tự sát. Cái vụ một vũ khí giết người là một cái khẩu súng á, được tìm thấy trong cái thang máy ấy. Khẩu súng này là nó được bắn 2 phát. Này tôi đã nghe được cái ở đâu rồi. Cái này nó giống y như cái vụ án hiện tại. Cái suspect data này. Có một cái dữ liệu gì về cái nghi phạm không này? Đây là cái ông mà là cái gã mà mẹ của em là muốn là phải bắt à? À đó, đây là cái gã mà mẹ của em bị bắt. Cái lão nghi phạm trong cái vụ án này là Jani Yogi à? Ông này là nhân viên trong cái tòa án á. Đây là cái người số 3 trong thang máy này. Nên là chắc chắn là thằng này phải là người gây án. Nhưng mà ông ấy đã được chờ xử trảng án á bởi luật sư biện hộ là Robert Hammond này. Anh quay lại là nạn nhân của vụ án này. Cái nghi phạm của Yogi này là bị thiếu oxy trầm trọng dẫn đến việc là tổn thương não á. Nên là ông ấy mất hết trí nhớ với việc ở trong cái thang máy á. Và sau đó là ông đã được coi như là trảng án á. Từ đấy ông biến mất. Yogi này đã biến đi đâu? He may closer than we think. I don't know what thought impact the whole thing have on Edward. There is so much we will never get it out. Nên là ở cái phần này là nó chỉ bảo là chúng ta không được lấy hết mà chúng ta chỉ lấy được một cái này, kiểu rất là tương đối bất tiện này. DL6 này. Cái này là sau ngày hôm nay á, I wonder how that we do. Terrible, terrifying in court. Đây là cái ngày điều tra số 2. Ok, mình sẽ dừng ở đây, mình sẽ nhớ vào rồi chắc là đến ngày số 3 à? Nó gọi là ngày số 3. Để tiếp tục ngày sửa số 3, mình sẽ dừng lại mình chơi. Sau nên nên nếu các bạn nào xem được thì hãy like và comment. Và nếu mà chưa đăng ký hãy đăng ký để support cái nội dung mình. Và hơn thế nữa là nếu mà các bạn có thể hãy support trực tiếp cái channel mình bằng những cái link bên dưới ấy. Thì từ đấy mình có nhiều điều kiện để mình cover nhiều cái game khác hay hơn trên channel mình. Ok, mình cảm ơn các bạn theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn một tập khác trên channel mình.